Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học Material Design. Mình tên là Chế Công Bình. Ở bài trước là chúng ta đã thiết kế xong cái việc của chúng ta chọn màu, đúng không bạn? Rồi chúng ta đưa cái background vào, đúng không? Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ha với cái phần còn lại. Nhưng trước khi đi tiếp, mình nhận được một câu hỏi cũng cực kỳ là hay luôn ha. Có thể nói đây là một thiếu sót của mình khi mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng Illustrator. Thì thiếu sót đây là gì? Có nhiều bạn nói rằng là em đã add overlay và background vô rồi. Vậy nếu như trong trường hợp em muốn copy cả hai em có nghĩa là khi em nắm và em chọn cái này, có nghĩa là em sẽ chọn vào cả background và overlay luôn ha. Có nghĩa là em kéo ra thì nó sẽ kéo đồng thời cả overlay và background, đúng không? Đúng không nha, như bạn nói là như vậy. Câu hỏi đó cũng rất là hay các bạn, bởi vì đây là một thiếu sót của mình. Thì trong thằng Illustrator, ngoài việc mà chúng ta để như bạn để nó vào một cái layer ha, chúng ta sẽ còn một khái niệm nữa, đó chính là gom nhóm. Thì lúc này các bạn sẽ chọn cái phần của các bạn, ví dụ như là phần này là chứa cả overlay và overlay đâu, đây overlay đây đúng không, mình sẽ kéo overlay vô luôn rồi đây là cái phần này overlay, vậy mình sẽ chọn select nó hết, sau đó mình chọn crop nó lại mình sẽ gom nhóm nó lại các bạn, nó sẽ có một cái gọi là gom nhóm ví dụ mình chọn ba cái mình nhấp phải đúng không. Đây, các bạn nhớ nhấp phải thì lúc này nó sẽ không ra cái gì các bạn, nó không ra cái gom nhóm cho chúng ta, đúng chưa? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã gom vào ví dụ này, các bạn gom mấy này là con của cái layer này, đúng không? Con cái layer cha thì nó không có khái niệm gom nhóm, mà các bạn nhấn vào layer cha mà nó gom, nó có crop cho các bạn đâu ha, mà các bạn phải chọn mấy layer con, các bạn không, các bạn phải chọn mấy layer con này nè, đó chọn mấy này đó, các bạn nhấp phải được chưa, nó có crop không? Vẫn không có crop đúng không? Rồi các bạn đem mấy layer con ra ngoài được chưa? Đâu rồi các bạn chọn mấy layer con nhấp phải, lúc này nó có các bạn, nó có gom nhóm có nghĩa là những cái thằng layer con này các bạn nó phải liền các bạn, nó chỉ nằm ở một group rồi thôi sau đó các bạn gom nhóm lại, các bạn nhấp phải chọn drop được không? Rồi thì lúc này nó sẽ gom lại các bạn, nó sẽ gom lại thành một cái nhóm nhưng mà trước khi gom nhóm thì chắc mình phải cắt làm một cái clip mạc được không? Mình làm một cái mạc clip rồi cái overlay đâu nhỉ, chọn này lúc nãy mình lỡ chọn overlay đúng không, đem cái overlay ra ha, chọn này đem overlay ra ngoài đây, rồi chọn nó đúng không, list mạc nó được chưa, rồi overlay đem vô, rồi chọn nó gom nhóm lại được chưa các bạn không. Gom nhóm ở đây là gì? Chẳng qua là các bạn đem nó vô, các bạn giống như cái việc mà chúng ta trình tự chúng ta làm lúc nãy lúc đầu á là chúng ta đem nó vô gì một group riêng thì lúc này các bạn chọn, các bạn kéo thì sao, các bạn nó sẽ kéo hết các bạn không, nếu các bạn gom nó thành một cái group thì các bạn kéo thì nó sẽ kéo nguyên một cái group luôn, còn lúc này các bạn muốn copy gì đó thì các bạn cứ cần xỏ cái group ra rồi các bạn copy từng cái thôi thì nó sẽ là nhanh hơn cái việc mà chúng ta làm ở phần trước là phần trước là chúng ta cũng đồng ý là chúng ta cũng gom nhóm đó nhưng mà chúng ta gom bằng tay các bạn. Thì khi chúng ta gom bằng tay thì nó sẽ không cho phép chúng ta, các bạn không cho phép chúng ta kéo mà cái gì kéo dạng như là đi một cái là đi nguyên nhóm các bạn không, nó không có việc, còn không có việc đó rồi được chưa, thì đó là cái việc mà gom nhóm. Thì khi bạn gom nhóm thì các bạn gom bằng tay thì được cái lợi là gì, cái lợi được ở đây là các bạn có thể là nắm từng cái kéo rời ra được còn đối với việc mà các bạn gom thành crop như thế này thì các bạn không thể nào nắm từng cái các bạn kéo rời ra. Nhưng mà các bạn muốn nắm từng cái các bạn kéo ra thì lúc này các bạn phải nhấp phải vào các bạn chọn cái drop, các bạn nhấp phải vào, nó sẽ có cái phần undrop các bạn, đây chọn nó nhấp phải, đây nó có phần undrop thì các bạn chọn undrop thì nó sẽ tách rời mấy này ra thôi thì đây là cái người ta gọi là gom nhóm được chưa. Rồi bây giờ chúng ta thiết kế tiếp vậy bây giờ đây là bay đăng nhập đúng không các bạn, bay đăng nhập chúng ta sẽ cần có các thông tin như là username đúng không, username rồi với các bạn password rồi cái gì nữa button đồng ý đúng không, hay là button là đăng nhập và button gì các bạn, đăng nhập Facebook và đăng nhập Google, thông thường chúng ta sẽ có như vậy. Thì hiện tại nó sẽ có một số cách thiết kế sau đây. Hiện tại nó đang chuộng một cái gọi là overlay, có nghĩa là trong suốt các bạn kể khi mà các bạn đưa vào đây edit tag và hai cái tag field là tên đăng nhập và password. Rồi sau đó các bạn vẽ cái button,
thì Boston này nó sẽ có cái tile là tile trong suốt, nghĩa là các bạn không định màu cho nó mà các bạn để màu trong suốt để cho nó overlay với lại cái background của chúng ta. À, thì đó là style thứ nhất. Thì cái style đó được một cái bây giờ nó rất là đẹp các bạn. À, style đó người ta rất là chuộng bởi vì nó rất là đẹp, đó là style trong suốt. Thì style thứ hai á là người ta sẽ áp dụng màu secondary color, có nghĩa là người ta sẽ sử dụng những cái má màu mà người ta liệt kê ra đây. À, liệt kê đây nè các bạn. Đó, người ta liệt kê ra, người ta áp vào để người ta sử dụng, thì đó là cái thứ hai. À, thì các bạn biết tại sao cái cách trong suốt nó nằm ở đâu ra hay không? Mình để ý kỹ mình mới thấy các bạn. Các bạn nhớ những cái cuốn tạp chí lớn không mà có cái bìa ở ngoài á, à, thì người ta nhìn vào cách người ta trình bày chữ trên tạp chí đó, người ta thấy rằng là người ta có thể áp dụng được cái tay trong suốt và giống như tạp chí vào trong cái thiết kế, à, cho nên khi ta áp dụng vào người ta thấy rất là đẹp, cho nên người ta giữ lại cái tay trong suốt đó, à, nhưng mà chúng ta cũng chả cần cái tay trong suốt đó làm gì, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần hai cái text view, đúng không? Ok man, mình sẽ click vào đăng nhập, đúng không? Mình vẽ cái text view vào. Vậy text view trước tiên chúng ta mở cái lưới lên cái, à, phóng bự lên cái, mình sẽ phóng 200% lên. À, bây giờ các bạn thấy rằng là từ cái mức chúng ta thiết kế kéo vào đây phải là bao nhiêu các bạn? 16 dB, đúng không? Vậy mình mở cái ruler lên. Ruler đâu? Đây, ruler đây. So kéo qua là bao nhiêu các bạn? 16 đúng không? Đây là 8 enter 8 16 đây. À. Xem tí mình đọc lộn rồi. Rồi, bên đây cũng vậy. 8 12 16 nằm ở đây. Được chưa? Rồi, vậy là mình đã cách lề vào 16 đúng không? Vậy bây giờ mình chỉ cần các bạn, mình chỉ cần vẽ hai cái edit text vào, đúng không? À, vẽ edit text vào. Vậy đầu tiên là mình có gạch đích của nó. À, một cái đường gạch. Được chưa? Các bạn lưu ý nè, cái đường gạch này có nghĩa là khi các bạn thiết kế edit text á, edit text của các bạn là không nhất thiết phải canh lề vào 16 hết luôn, à, mà các bạn có thể là canh khoảng một nửa cũng được. Các bạn hiểu không? Các bạn có thể canh khoảng một nửa như thế này cũng được. À, rồi các bạn để cho nó canh giữa đi. À, xin lỗi bạn, canh giữa theo dạng này ha. Chọn cái line. Chọn cái background. Canh giữa, được chưa? Rồi nó ra giữa nè. Đúng không? Rồi các bạn để màu cho nó là màu trắng ha. Màu cho nó màu trắng cái đã. À, sao không ra màu trắng nhỉ? À, xin lỗi bạn, màu border ha. Hồi nãy mình chọn màu background. Đây, màu border là màu trắng đúng không? Đó. Các bạn không nhất thiết là các bạn phải canh 16, các bạn có thể là từ đây các bạn canh thêm 16 vô nữa cũng được ha, giống như mình đây, các bạn thấy đây nè, mình canh thêm 16 nữa, đúng không? Mình canh vô. Đó, ở đây cũng vậy, mình canh ra thêm 16 nữa. 4 8 12 xích vô miếng đúng không? Chắc mình phóng bự lên cho nó dễ thấy ha. Đây nè, 4 8 nè. Rồi, 16 luôn rồi. Đó, các bạn thấy không? Hai bên tự động nó canh giữa sẽ là 16, rất là đẹp. Được chưa? Rồi, không nhất thiết là các bạn phải ấy ha, chẳng qua cái lề này các bạn là mình để cái lề khoảng cách giữa thằng toolbar thôi. Các bạn hiểu không? Để cho nhìn nó bắt mắt một tí. À, rồi. Sau đó mình đã có được này chưa? Có được rồi. Vậy các bạn nhớ lại xem, nền background text view, nền background chúng ta là màu đen thì cái độ trong suốt của cái bottom line là bao nhiêu các bạn? À là 70% và chiều rộng nó sẽ là 1 pixel hay đúng là 1 dB. Đúng không? Vậy độ các bạn chúng ta chọn cái thằng bottom line chúng ta, độ trong suốt này chúng ta còn là bao nhiêu? 70%. Đúng không? 70%, xong chưa? Xong. Vậy và cái gì các bạn? Chiều rộng 1 pt chính xác, đúng không? Xong, một phát. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có những cái hint, đúng không? Nhưng trước khi có hint, mình khuyên các bạn khi mà các bạn làm với những cái text field như thế này, à, những cái text field như thế này mà làm trong trường hợp giống như là khoảng chừng là những text field đặc trưng các bạn, ha, phải những text field đặc trưng như là những text field liên quan tới username, những text field liên quan tới password, những text field liên quan tới address, địa chỉ đồ á ha. Nghĩa là những text field nào mà các bạn có thể trừu tượng được bằng icon. Các bạn ơi, những text field nào các bạn có thể trừu tượng được bằng icon thì các bạn nên thảy cái icon vào cho những cái text field đó, thì những cái icon đó nó sẽ làm đẹp lên ha, làm đẹp cho cái text field của các bạn. Các bạn hiểu không? Những icon đó sẽ làm đẹp cho cái text field của các bạn. Thì đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn là những text field đặc trưng thì nên có những icon. Thì các bạn thấy rằng là username, đúng không bạn? Chúng ta nên có những cái icon liên quan tới username. Vậy mình sẽ lên trang material design icon, ha, material.io.icon. Thì mình sẽ kiếm những cái icon mà mình thích, ha, mình thấy vô. Vậy mình sẽ kiếm một cái icon mang tên là person. À, xấu quá nhỉ.
các bạn sẽ là chữ person đây ha, thì bạn thấy lúc này nó ra những cái này đúng không? À mình quên là nó còn có role các bạn ha, các bạn role xuống đây nó sẽ có những cái icon liên quan tới person, thì đây là những cái icon mà chúng ta nên áp dụng ha. Thì các bạn có thể chọn những cái icon nào cũng được, thì ví dụ như mình thích cái icon này thì mình click vào nó, mình chọn nó rồi mình download nó về ha. Bây giờ các bạn thấy rằng là style chúng ta đang là màu trắng đúng không bạn? Style chúng ta màu trắng, chúng ta sẽ chọn những cái icon màu trắng chúng ta thảy vào được không? Nhưng bây giờ quan trọng là các bạn sẽ chọn bao nhiêu DB các bạn nhờ. Các bạn nhớ rằng là gì? Những cái icon, tất cả những cái icon nhỏ nằm ở đây luôn luôn là 24 DB. Các bạn không? Luôn luôn 24 DB. Mà các bạn sẽ chọn 24 DB. Nó có nghĩa là nó chỉ dao động hai cái DB các bạn. Các bạn có thể chọn, nếu như các bạn muốn cho nó to ha, thì các bạn sẽ chọn 24. Còn các bạn muốn cho nó nhỏ các bạn, thì các bạn sẽ chọn nó là 18. Thì mình muốn nó là to ha, mình sẽ chọn nó là 24, nghĩa là chuẩn dành cho các điện thoại medium á ha. Thì mình thấy là cái chuẩn 24 khi áp dụng vào nó rất là đẹp, cho nên mình sẽ chọn 24 ha, mình download về. À các bạn lưu ý mình chọn màu trắng, mình download về. Rồi, sau đó mình giải nén nó ra. Đây, giải nén nó ra. À, rồi, mình chọn Android, mình chọn MDBI. À. Rồi mình đó các bạn, mình paste vào đây cũng được. À mình xin lỗi bạn, mình sẽ black vào. Đâu rồi? Icon của chúng ta đâu rồi? Rồi. Đây, các bạn thấy là các bạn không muốn black đúng không? Thì các bạn có thể nắm cái hình kéo thả vô cũng được ha. Nó sẽ tự động black cho chúng ta luôn. Rồi, chúng ta bật cái lưới lên, chúng ta canh một phát. À, từ đây lên đây là 8 đúng không bạn? À 8 đây, 8 đây. Đúng chưa? Xong chưa các bạn? Xong. Đúng không? Đúng không bạn? Tại vì chúng ta tính luôn cái vùng setable mà. À, chúng ta tính luôn vùng setable cho nên nó ra là 8, nó sẽ là như vậy. Đúng không? Đây là vùng setable. À, ok chưa? Ok. Mở ra, phóng nhỏ lại. Phóng nhỏ lại 100% ha, đúng kích thước của nó xem. Thì các bạn thấy lúc này là ủa chúng ta canh đúng kích thước rồi, tại sao nó trồi lên quá vậy? Đúng không? Rồi ok, các bạn xem là cái phần icon. À, tại sao nó trồi? Các bạn thấy gì? Nó có tính cái vùng setable không? Nó không tính vùng setable đối với các bạn, đối với text field. Đúng không các bạn? Nó đâu tính vùng setable đâu, mà nó tính gì các bạn? Nó tính từ góc cạnh của icon lên 8 dB, đúng không? Vậy chúng ta tính từ góc cạnh của icon lên 8 dB. À, đây, vùng setable, đúng không? Nhưng mà chúng ta không tính như vậy, mà chúng ta tính như vậy. Chúng ta tính từ cạnh của cái hình lên 8 dB, đúng không? Vậy là chúng ta phải canh ở đây mới đúng. Được chưa? À, rồi, chúng ta phóng nó lại 100%, rồi chúng ta xem thành quả. Thì sao các bạn? Lúc này các bạn thấy gì các bạn? Nó lại vừa mắt hơn, đúng không? Rồi, mình sẽ cho icon này có độ trong suốt của nó ha, là 70%. Được các bạn? Được. Đúng không? Mình có thể để độ trong suốt nó là 70% cũng được. Nhưng mà các bạn thôi, nếu mà icon á thì các bạn cứ cho nó nổi lên đi, chả thành vấn đề gì cả, được chưa? Xong. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần icon rồi. Bây giờ chúng ta tới cái hình. Đúng không? Rồi, nhớ lại kích thước xem. Đây. Không nhớ thì các bạn cứ thể vào đây các bạn xem. À, style là phải Roboto. À, một chuyện chúng ta cần phải có một cái tag. Thấy cái tag vô cái đã. Style của tag phải là những bạn font, phải là font Roboto. À, Roboto đây. Và các bạn là reruler, đúng không? Roboto reruler. Rồi xong, chúng ta đã chọn được xong phong rồi. Bây giờ tới các bạn, tới kích thước style size 16, đúng không? Các bạn thấy là để là 16 SP, mình sẽ để đây là 16. Enter. Xong chưa? Xong. Như vậy là mình đã có được các bạn, mình đã có được cái button rồi. À, xin lỗi bạn, mình đã có được cái tag rồi. Vậy bây giờ mình chỉ cần nhập vào. À, như trước khi nhập vào, đổi màu tag cái đã, màu trắng. À, màu trắng tinh khôi đúng không các bạn? Rồi. Chúng ta sẽ tiếp các bạn. Đúng rồi, ví dụ như đây là email. Thông thường chúng ta sẽ là chữ email đúng không? À email. Rồi. Chúng ta canh lời cho nó. Phóng lên 200%. Lời là bao nhiêu các bạn? Từ đây ra đây sẽ là mình sẽ cho nó là 16 đi ha. À, các bạn thấy là dao động cái thước chuẩn các bạn có thể cho nó là 8 nhưng mình cho đây là 16. Được không? Rồi, email đây. À rồi còn gì nữa các bạn nhỉ? Từ đây canh lên đây là 8 đúng không? Đây các bạn thấy nè. Từ đây canh lên đây là 8, đấy, cái thứ đây tay canh lên đây là 8 rõ ràng, đúng không? À, đây canh lên là 8, đúng không? Ở đây mình canh ra là 16 thì mình xích vô miếng. À, xong chưa bạn? Xong rồi, mình đã có được chữ email chưa? Có rồi, đúng không? Mình lại nhả cái lưới ra, mình phóng là 100% để mình xem coi nó đã cân đối hay chưa. Lúc này các bạn thấy rằng nó đã cân đối rồi, khá là ok, đúng không? À. Thực ra cái này á các bạn, thằng icon này nè, thông thường á, thì nó sẽ là có opacity. Nhưng mà khi mà các bạn add vào
mình không nhớ rõ nữa, khi mà chúng ta add vào trong cái edit stack á, thì nó có over không, nó có opacity không, nhưng mà theo mô tả của material size á thì thằng này nó sẽ không có opacity, cho nên chúng ta sẽ mới không đỡ opacity ha. Nhưng lúc này thằng email do nó là stack hin cho nên nó sẽ có opacity. Vậy lúc này các bạn thấy rằng là nếu như là một cái tag thì các bạn có phải là độ trong suốt của nó khi mà nó ở trên background màu đen vẫn là bao nhiêu, 70% giống như button line đúng không? Và chúng ta sẽ chỉnh độ trong suốt của nó xuống là 70%. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong một cái edit stack. Chúng ta thiết kế xong một cái edit stack. Vậy lúc này chúng ta cần gom nhóm nó lại. Chọn ba cái, nhấp phải, chọn drop, gom nhóm lại là chúng ta đã được gì các bạn? Một drop mang tên là edit stack. Vậy lúc này chúng ta chọn nó, chúng ta kéo đi đâu cũng được, đúng không các bạn? Xong. Vậy bây giờ mình chỉ cần đơn giản là mình làm gì đây? Mình muốn có thêm một cái edit tag nữa mang tên là password, đúng không các bạn? Mình chỉ cần các bạn copy hoặc là mình duplicate cái nhóm này. Chọn đây. Duplicate prop. Kéo xuống. Được các bạn. Được, mình đã có được thêm các bạn, có được thêm một cái prop nữa, đúng không? Rồi, vậy khoảng cách giữa hai prop này sẽ là bao nhiêu các bạn? Khoảng cách đây sẽ là bao nhiêu? 16 đúng không? 8 16 đây. Đó, lúc này các bạn thấy là 16 thì nó sẽ rất là đều. Các bạn không nên canh 8 ha, canh 8 thì nó sẽ, nó giống như là nó nhìn dính lẹo với nhau vậy, nó nhìn ghê lắm ha. Đây nè, mình thử canh 8 cho bạn xem. Lúc nãy là 16 đúng không, vậy mình nhích lên 2 nấc. Đúng nhỉ, nhích lên 2 nấc. Đây, đây là đường bottom line đúng không, 4, 8, rồi nhích lên miếng nữa. Đây là mình canh 8, thì bạn thấy là mình canh 8 thì nhìn nó giống như là nó hơi trùng với nhau đúng không? Bởi vì các bạn biết tại sao mình canh 16 không? Bởi vì như vậy nè, người ta sẽ tính luôn một cái nữa là các bạn là helper tag ha. Có nghĩa là thằng này nó sẽ có helper tag nằm ở đây. Helper tag là bao nhiêu các bạn? Đây nè. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái phần helper tag. Helper tag là canh từ đây ra 8 đúng không? Có nghĩa là từ đây nè. Từ đây canh ra đây 8 nè. Đây là sẽ là cái vùng chúng ta viết helper tag đúng không? Cho nên mình sẽ canh xuống là 16 là tính từ helper tag tính ra. Tính từ cái lề của helper tag là 8, cho nên mình sẽ canh xuống 8 nữa mới ra là công thức là 16 các bạn. Thì cái này là khi mình thiết kế mình đã quen với lại cái mình sử dụng thông số này các bạn, mình thấy nó rất là đẹp rồi. Cho nên mình sẽ dùng cái cách lề của helper tag mình cách ra. Thì như vậy nếu như các bạn thiết kế helper tag vào đây ha, thì các bạn sẽ để các bạn từ này canh xuống helper tag, các bạn vẫn canh 16 thì nó vẫn đều như bình thường thôi. Đó, các bạn thấy là mình canh 16 thì nó nhìn đẹp hơn, đúng không? Rồi, và bây giờ tới đó là password, đúng không? Thì mình sẽ kiếm cái thằng password mình thấy vào. Gõ chữ password vô. Rồi, password không có đúng không? Các bạn gõ chữ lock. Hình cái ổ khóa các bạn. Lock. Không có nhờ. Lock này coi. Hình ổ khóa đó là cái gì ta? Rồi, chúng ta kiếm cái hình ổ khóa. Đây nè, trời có luôn rồi, may quá vậy. Hên ha, gọi thấy vô có liền đúng không? Thì các bạn nào không thấy liền chúng ta cứ search ha. Rồi mình download về, chuẩn là cũng là 24 luôn. Được chưa? Rồi, mình giải nén nó ra. Đâu rồi? Ổ khóa, khóa đâu đây. Giải nén ra, nhấp vô Android. Nhấp vô con này, đúng không? Rồi. Mở Illustrator lên, mở này lên, nắm kéo thả vô cho nhanh, đúng không? Đó. Được chưa? Mình nắm kéo thả vô đây cho nó nhanh. Rồi, vậy mình có được ổ khóa rồi ha. Vậy mình sẽ thay thế thằng các bạn, thằng icon này thành cái ổ khóa đúng không? Vậy thằng này sẽ là mình chọn thử coi. Thằng này là ở trên, thằng này là ở dưới. Thì các bạn có thể đổi tên drop lại cũng được nha. Các bạn vẫn có thể đổi tên drop. Ở đây mình không đổi tên ha. Rồi, mình xỏ nó xuống, đúng không? Mình kéo cái ổ khóa này vào đâu các bạn? Vào trong thằng này. Đúng không? Phải không? Đúng không bạn? Đâu rồi, ổ khóa đây. Rồi, mình sẽ unwrap này đi. Mình unwrap nó, được không? Để mình xóa cái icon này đi. Đó. Nhưng mà trước khi xóa icon này đi á, mình rê cái ổ khóa vô cái đặt cho nó thay thế vị trí này. Rồi, sau đó mình mới xóa cái thằng icon đi. Chết rồi. Chắc mình sẽ cho nó xích xuống một tí ha. Rồi, xóa nó đi. Rồi, mình xích lên. Đó. Được các bạn, nó sẽ thay thế các bạn, nó sẽ thay thế đó ha. Và lúc này chữ mình sẽ đổi lại, đổi tên chữ lại, ở đây sẽ là password
Được không? Password. Đó. Như vậy chúng ta đã được giữ bằng email và password rồi, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ gom nhóm nó lại, chọn select all, gom nhóm lại. Drop. Xong chưa? Xong. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong hai phần email và password. Nhưng lúc này các bạn thấy rằng là mặc dù chúng ta thêm hai phần email và password vào, thì các bạn thấy sao các bạn? Nó chưa có được đẹp cho lắm. Đúng không bạn? Rõ ràng nó chưa có được đẹp cho lắm. Vậy bây giờ chúng ta muốn cho nó đẹp thì chúng ta phải làm như nào? Thiết kế đầy đủ vô đi, đúng không? Còn không, nó sẽ có một cái mẹo nữa các bạn. Khi mà các bạn thiết kế với dạng này thì các bạn nên cho hai tag chúng ta ra giữa. Được chưa? Nên cho hai tag chúng ta ra giữa. Xin lỗi bạn. Mình sẽ gom hai này, hai thằng này lại thành một nhóm. Được chưa? Sau đó mình chọn hai thằng này và để mình canh giữa với cái thằng này. Đây, mình sẽ canh giữa theo dạng vertical ha. Rồi, đó, các bạn thấy không? Lúc này các bạn nên cho hai này ra giữa thì nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Vậy lúc này chúng ta sẽ bị các bạn dư phần trên đây. Thì thông thường các bạn phần trên đây người ta sẽ để logo. Các bạn hiểu không? Ở đây người ta sẽ để logo của cái ứng dụng của người ta, hoặc là logo của công ty, hay là logo cái gì đó người ta sẽ để nằm ở đây. Để chi vậy? Để bù lắp lại cái khoảng trống này để nhìn cho nó đỡ. Còn không á, người ta sẽ để đây là một câu gì đó, ví dụ như là chào mừng bạn tới gì à? Chào mừng bạn tới cái ứng dụng gì đó ha, rồi tên ứng dụng nằm ở đây, thì thông thường người ta sẽ làm như vậy. Còn không nữa, người ta cũng để như vậy luôn ha. Email này mình viết sai hả ta? Đúng rồi chứ, đúng không? Đâu sai ha. Còn không, người ta sẽ để như vậy luôn, và sau đó người ta sẽ thêm button đăng nhập và đăng ký nằm đây, với điều kiện hai thằng này phải canh giữa. Được chưa? Hai này cứ là canh giữa, là canh theo một một á. Đây là một một nè, và phần một dưới đây là chúng ta sẽ các bạn chúng ta sẽ thiết kế nó đó. Rồi vậy bây giờ mình sẽ vẽ cái button vào. Button bây giờ mình sẽ chơi chuẩn cái button ở đây. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai chuẩn button. Một là chuẩn button đầu tiên á, là button chỉ bo góc 5 dB mà thôi. Đây chuẩn button đầu tiên mình vẽ vào đi ha. Rồi. Xin lỗi bạn, mình vẽ lại ha. Chiều cao của button sẽ là bao nhiêu bạn? Là 56 đúng không? Đúng bạn, chiều cao của button sẽ là 56 đúng với kích thước chuẩn. Rồi. Ủa phải không ta? Xin lỗi bạn. Button là chiều cao là 30 38 đúng không? Xin lỗi bạn, không phải 56, mình lộn qua bên toolbar là 38. Chiều cao sẽ là 38, chúng ta tính luôn vùng text eyeball nữa là 42 đúng không? Nhưng mà chiều cao nếu có 38 mà thôi. Đây chúng ta có được cái button rồi, mình sẽ cho nó cái màu mè đi ha. Thì các bạn lưu ý là các bạn thiết kế button đó, các bạn có thể cho màu nó là màu secondary ha, cái màu tương phản lại. Còn không á, thì các bạn đây là button chính đúng không, thì các bạn sẽ cho cái màu của nó chính là màu primary chúng ta luôn, chính là cái màu cam này luôn cũng được các bạn không, các bạn cho màu cam luôn cũng được. Rồi vậy mình sẽ cho màu nó là màu primary cho bạn thử nha. Mình sẽ kéo đầu tiên, mình kéo dài button ra các bạn. Mình sẽ canh lề, mở lề lên ha, các bạn mở rig lên rồi canh ra cho nó đều với hai tag này các bạn. Đây rồi, cái này canh vô đây, button chúng ta rồi nhà. Đây kéo ra cho nó đều đây, kéo vô đây là đủ rồi ha. Ok, chúng ta sẽ bỏ cái đường ruler đi ha, chúng ta bỏ thước đi. Rồi, mở ra lại. Đây, button đây, đâu rồi nhỉ? Đây, chắc mình phải tô màu lên cho nó đi ha. Tô cái màu cho nó. Rồi, mình tô đại vào cái màu đó cho nó nổi lên để mình chọn cho nó được thôi ha. Rồi, xóa. Xóa. Được chưa? Rồi mình sẽ để 100%. Vậy chúng ta đã có button. Các bạn thấy là khi chúng ta có button vào nó đỡ ngay đúng không bạn? Nhưng mà sao bạn, màu này nó hơi chói đúng không? Chúng ta chích màu lại. Các bạn có thể cho màu secondary. Đó, đây màu secondary. Và các bạn có thể cho màu gì? Màu vàng cũng được để tạo tương phản đúng không? Các bạn nhớ là gì? Màu vàng phải đúng cái màu vàng chúng ta chọn của màu primary, thì nó sẽ có bạn, nó có cái độ tương phản. Được chưa? Còn không á, thì các bạn sẽ cho màu nó là màu primary luôn, chính là màu này, màu cam luôn cũng được ha, một màu hơi cam cam như thế này cũng được đó.
các bạn thấy chưa? Thì các bạn để màu như vậy thì nó sao các bạn, nó sẽ nhìn đỡ hơn. Nhưng mà mình thì đây là cái thiết kế đầu tiên, các bạn nhớ là gì, chúng ta sẽ có một cái mang tên là, các bạn nhớ chúng ta thiết kế gì các bạn, là chọn một màu duy nhất đúng không? Thì đây là cái thiết kế một màu, là chúng ta đem một màu vô, à một màu duy nhất thôi chúng ta đem vô, nhưng mà chúng ta áp dụng quy luật từ cái màu của những bạn chọn liền kề á, các bạn nhớ không? Thì mình có thể là những bạn thì chọn màu hơi cam cam, các bạn thấy đây là những bạn nó vẫn nổi như bình thường. Nhưng mà các bạn nhớ là gì, status bar này không phải là màu Ramory ha, mà nó sẽ hơi nhạt một tí, hơi đen một tí đúng không các bạn? Thì mình sẽ chọn cái vùng hơi đen một tí ha, đó nó sẽ hơi đen một tí thì nó mới đúng với cái mẫu màu ha. Đó, xong chưa? Xong rồi nè, đúng không? À đó, lúc này các bạn thấy là thằng này mình chích màu secondary nó vẫn nổi như bình thường, mình chích màu primary nó vẫn nổi như bình thường, hoặc là mình chích những cái màu mà các bạn mình đã liệt kê ở đây sao bạn, nó vẫn nổi là bình thường đúng không? Đó, được chưa? À đây vẫn nổi bình thường. Rồi mình sẽ cho nó màu primary đi, mình sẽ thiết kế theo dạng như là một màu trước ha, rồi mình đổ shadow cho nó, styline rough shadow. À vậy mặc định nó là bao nhiêu các bạn? Mặc định nó sẽ là 2 đúng không? Mặc định nó sẽ là 2. Review phát, chắc mình sẽ không tính theo chiều dạng, mình không tính theo S ha, mình tính theo Y thôi. Đó, mình đổ bóng cho các bạn, đây đổ bóng rồi, nó đã tròi lên chưa? Tròi lên rồi. Thì các bạn thấy là nếu như nó tròi không rõ ràng thì các bạn có thể chích màu secondary để các bạn thay thế cũng được. Đây, các bạn không, mình để màu secondary mình thay thế cũng được ha. Đó, rồi. Nhưng mà mình không thích, đúng không? Mình để lại màu primary. Rồi, bây giờ đây là button của mình, đúng không các bạn? Rồi, mình thảy cái tag vô. Tag. Tag là bao nhiêu? Các bạn mở lại bài button, đây là bài button, đúng không? Tag của button sẽ là 13bt, đúng không? Phong là phong Roberto Medium. À, 13bt, thảy cái tag vô cái đã. Chết, đúng không? Chọn lại style, phong Roberto Medium. Đúng không? Các bạn nhớ là gì? Phong là Medium, rồi. Size bao nhiêu? 13, ở đây có 13 không? Không có 13, chọn order. À, gõ vô, 13. Enter. Xong, chúng ta đã có được một cái phông chữ cho button, đúng không? Rồi, chữ sẽ là màu trắng, bởi vì sao bạn? Bởi vì nền chúng ta là nền màu, cho nên chữ chúng ta luôn luôn là màu trắng, đúng không? Rồi, xong ha. Khi các bạn thiết kế chữ cho button, người ta khuyên chúng ta là như vậy. Chữ cho button luôn luôn viết hoa. À, giả dụ, chữ đăng nhập. À, được chưa? Rồi, button. Thì có một cách nè, các bạn không cần canh lề gửi button, chờ cái tag nhiều button giờ và với bạn và có lời của button đâu, các bạn chọn cái tag, các bạn chọn button, các bạn chọn canh giữa cho hai thằng. Đó, như vậy là được rồi. Các bạn thấy như vậy nó sẽ canh nhanh hơn. Bởi vì chỉ cần các bạn gõ đúng cái chuẩn phông chữ của các bạn của cái tag thôi thì tự động nó khi mà các bạn sẽ canh giữa hai thằng á, tự động nó sẽ ra cái kích thước lề của button này luôn. À, lúc này các bạn sẽ không care cái phần 16dB này nữa. Phần 16dB này đối với những button của bạn gom đúng rồi thôi. À, vì đây là button chúng ta tràn đầy màn hình, cho nên các bạn là gì? Các bạn không care cái thằng 16dB, mà các bạn chỉ cần care đơn vị là giữa cái tag này với thằng này thôi. Hay đúng hơn là các bạn chỉ cần biết được rằng là cái thằng tag này là kích thước chuẩn là bao nhiêu. Các bạn add vào thì nó bắt canh giữa hai thằng là các bạn đã ra được chuẩn kích thước của button. Thay vì bài trước, đúng không? Thay vì ở bài button chúng ta phải học các bạn. À, chúng ta phải học là thằng này với thằng này phong nhiêu, này vô lề giờ là bao nhiêu, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ không cần nữa. Đây chính là button của chúng ta. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta có button đăng nhập vào, nhìn nó rất là đỡ. Đúng không bạn? Nhìn nó cực kỳ đỡ luôn. À, nó không có còn bị giống như là cái tình trạng như các bạn. À, tình trạng giống như lúc nãy nữa, chỉ có hai này thôi, nó cực kỳ xấu, đúng không? Vậy các bạn thấy là chúng ta được cái giao diện đăng nhập đỡ chưa? Đã khá là ổn rồi, đúng không? Vậy chúng ta canh kích thước cho button cái đã. À, chúng ta chưa canh kích thước cho button. Thì ở đây nè, mình có một cái mẹo ha. Các bạn nhìn làm sao cho nó bắt mắt là được. Không cần nhất thiết phải canh cái kích thước chuẩn. Vậy mới là nếu chúng ta canh kích thước chuẩn đúng không? Vậy đây canh ra sẽ là 8, đúng không? 8 rồi các bạn canh xuống 16 nữa, 8 16 là button của bạn, các bạn phải nằm trên đây nè. Đó. Button các bạn phải nằm ở đây. Đây là 16. Mình quên gom nhóm lại à. Xin lỗi bạn, mình quên gom nhóm lại để mình canh ha. Ủa nãy mình nhớ mình gom nhóm rồi mà ta. Chưa hả các bạn? Rồi mình drop lại ha. Rồi mình canh lại 16 nè. À, xuống đây là 8 rồi đúng không? 4 nè, 8 nè. 4 nè, 8 nè, 4 nè, 8 nè, vậy canh xuống tí nữa. Rồi, 16. Được chưa? Đó, mình canh xuống 16 thì button mình sẽ nằm như vậy. Thì các bạn lưu ý là các bạn có thể canh xuống 24 ha, thì các bạn sẽ xuống 2 nấc nữa. À, đây xuống 2 nấc. 1 nấc. Đúng không?
À, đâu rồi? Đây. Một nấc, hai nấc, tám đúng không? Xuống thêm nấc nữa. À, mình sẽ canh theo chuẩn là từ đó canh xuống 24. Rồi, được chưa bạn? Đây, các bạn thấy nè, mình sẽ phóng to lên, mình điểm được kích thước cho bạn ha. Đầu tiên, chúng ta tính khoảng cách của hai vertex đúng không? Kính cách lợi hai vertex là cách từ đây là 8, 4, 8, được chưa? Rồi sau đó mình canh xuống 24, 8, 16, 24, à vậy xích lên một miếng. Rồi. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ bạn hay sao bạn, nó sẽ cân đối về cái mặt bớt tên đăng nhập rồi, đúng không? Thì bạn có thể canh xuống 24, các bạn có thể canh xuống 16 rồi cũng được. Nhưng mà mình canh 24 cho nó đẹp ha. Thì lúc này các bạn miễn là các bạn canh đúng cái thước chuẩn là được, là nó tự động nó đẹp thôi. Vậy các bạn thấy là ngoài việc đăng nhập thì chúng ta sẽ có bớt tên những bạn đăng nhập Facebook và đăng nhập Google. Đúng không? Chúng ta bây giờ chúng ta thường hay hiện tại là còn có hai kiểu đăng nhập nữa, là đăng nhập bằng Facebook với đăng nhập Google. Thì khi bạn sử dụng đăng nhập Facebook, các bạn đăng nhập Google á, thì bạn thấy cái đây có là với bạn đăng nhập với hoặc đăng nhập bằng, hoặc ở đây là cái gì các bạn, hoặc đơn giản đây sẽ là chữ gì, chữ hoặc mà thôi, đúng không? Nhưng mà hiện tại đây các bạn, nó sẽ, hiện tại bây giờ á, nó đang có một cái kiểu thiết kế đăng nhập Facebook và đăng nhập Google nữa, là người ta sẽ không để chữ đây là hoặc connect một cái gì cả, mà ở đây người ta sẽ chơi một cái gọi là người ta sẽ vẽ hai cái vòng tròn ở đây. Thì hai vòng tròn đó sẽ đại diện cho đăng nhập Facebook và đăng nhập Google. Mình thấy kiểu đó hiện tại đây rất là đẹp và tiết kiệm không gian. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn thiết kế button hoặc ở đây, các bạn để đây hoặc, rồi đây các bạn vẽ cái button đăng nhập Facebook, vẽ button đăng nhập Google, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ chiếm cái vị, nó chiếm cái diện tích của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ không đủ cái diện tích để chúng ta để các bạn để làm cái gọi là chuyển qua bay đăng ký. Các bạn hiểu không? Chúng ta sẽ không đủ diện tích để chúng ta chuyển qua bay đăng ký. Thì hiện tại nó có cái là cái button đăng nhập Facebook và button đăng nhập Google này, người ta sẽ chuyển nó thành cái hình tròn mà người ta để nó nằm một góc bên đây, để nằm một góc bên đây. Thì đó là cái cách thiết kế hiện nay và mình rất là thích cái cách thiết kế đó các bạn ha. Thì các bạn nào có thể theo cách thiết kế đó cũng được, và không theo cách thiết kế đó thì bạn có thể là vẽ bất tin đăng nhập Facebook ở đây, vẽ bất tin đăng nhập Google ở đây ha, thì bạn xài cách nào cũng được ha. Rồi vậy nếu như mình theo cách thiết kế đó, vậy mình sẽ vẽ một cái hình tròn, bắt buộc phải vẽ hình tròn ha. Hình tròn này sẽ có kích thước là 42 pixel, các bạn nhớ là gì? Mình sẽ giống đóng vai trò như là icon vậy, cho nên mình sẽ cho nó là 42 pixel. Rồi, việc chồi lên cái hình tròn này, và vì hình tròn này đóng vai trò như là một cái right button, action button các bạn, tức là bạn đóng cái vai trò như là một cái loading action button, thì lúc này cái việc chồi lên của nó sẽ là 6 dB. Đúng không? Chồi lên cái độ bóng shadow của nó sẽ là 6 dB. Style Starlight Rough Shadow. À, 6. Mình lơ 2 thôi, mà mình lơ 2 thôi nhưng mà mình đổ bóng y tới 6. Đó. Được chưa? À, nó đóng vai trò như là một cái lock action button. Rồi, đây, mình đã có được một cái chữ bạn đăng nhập cho Facebook và đăng nhập cho chữ bạn Google chưa? Rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đang cần gì đây? Mình đang cần icon Facebook và icon Google. Lên mạng search lấy icon nó, icon Facebook. Enter. Chúng ta qua một hình ảnh. À, đây, đây chính là icon Facebook. Đúng không các bạn? À, thì bạn chọn thằng nào cũng được. Chắc ở đây mình kiếm nào hơi đẹp đẹp một tí đi. Kiếm nào cho nó được nhỉ? Đây, màu thằng này tươi. Đây, thằng này đi. Ha, mình sẽ lấy thằng này. Rồi, mình chờ nó load xong mình download về. Các bạn nhớ là file JPEG nha. Mình download về. Save. Được không? Rồi, sẵn tiện thì chúng ta cho Google luôn. Ha, icon Google. Rồi, mình lấy thằng này đi. À, để bởi vì này đã hình tròn sẵn rồi, mình lấy nó cũng được, còn không mình lấy thằng này. À, các bạn nói chung với là các bạn lấy thằng nào cũng được. À, các bạn lấy thằng này cũng được. Được không? À, các bạn lấy hình vuông thì cũng được. Rồi, nhưng mà mình lấy thằng này. À, thằng này đi, này biết thường thấy đẹp hơn nè. Rồi. À, thằng này không có dạng JPEG, rồi này dạng JPEG thôi, lấy thằng này đi, đằng nào cũng vậy là mã đúng không? Rồi, save. Rồi. Chúng ta quay trở lại Illustrator. À, chúng ta lấy hai tấm hình chúng ta mới vừa download về, kéo vô. Vậy mình sẽ làm cho Facebook trước. À, đây là Facebook, hình bự không sao, không thành vấn đề, đúng không bạn? Rồi, kéo nhỏ lại, nhỏ nữa, đúng không? Rồi, chọn hai nó mạt lại với nhau, không được, đúng không? À, mình chọn lại hai thằng mạt không được, bởi sao? Thằng này phải nằm gì? Nằm trên. Anh phải nằm kèo trên đúng không? À, nằm kèo trên rồi mạt thử xem được không? Được đúng không? Lúc nãy các bạn thấy là icon Facebook mất đúng không? Rồi chúng ta
select nó, rê nó, được chưa? À, các bạn rê nó, rồi gom nhỏ lại, rê nó. Tới khi nào các bạn thấy chữ F mà nó, các bạn hài lòng với chữ F là được. Rồi, được chưa các bạn? Đây là button, đây là icon Facebook của chúng ta, đúng không? Rồi, vậy lúc này cái thằng, cái vòng tròn các bạn thấy nè, vòng tròn chúng ta sẽ bị dư, đúng không? Các bạn chích màu cho nó, à, chích mã màu, lấy mã màu Facebook chích, chill. Được chưa? Rồi, này kéo bự ra, à, xin lỗi bạn, thằng icon Facebook kéo bự ra. Như vậy thì nó bị ấy đúng không? Chắc mình phải không sử dụng icon này được rồi. Mình sẽ kiếm cái chữ F thôi hả? Kiếm cái chữ F. Icon Facebook. Facebook mình lấy cái này cũng được đúng không? Lấy cái này cũng không thành vấn đề. Rồi, các bạn thấy là nó bị cái border. Bởi vì cái hình đó chúng ta không border. Bây giờ mình làm biến vào Photoshop sửa quá đúng không? Vậy mình kiếm đại cái icon Facebook có hình tròn đi. À đây, icon Facebook có hình tròn đi. Kiếm nào tai JPEG đó nhỉ? Chấm chấm JPEG đi ha. BNG, mình kiếm tai Facebook có hình tròn ha, mà chấm BNG nữa thì mình lấy nó vô. Thằng này mình không thích ha, kiếm nào mà các bạn thích á, các bạn lấy nó. Bởi vì mình không muốn vào trong cái Photoshop mình sửa, bởi vì Illustrator mình không biết sử dụng nó để mình sửa cái thằng kia. Ha, mình không biết mình sửa cái phần góc các bạn. Có nghĩa là phần phần ở đây các bạn thấy nè. Bởi vì phần hình ảnh đúng không? Bởi vì đây là phần hình ảnh thì nó sẽ bị cái góc hình ảnh đó, nếu chúng ta phóng bự lên đó thì cái chữ F nó bự quá. Đây bạn thấy là chữ F nó bự quá, mình không muốn cái chữ F nó bự như vậy. À, làm thì được, chữ F nó bự như vậy thì mình không có muốn, đúng không? Nếu mình gõ chữ vào thì nó không có đúng style chữ của thằng Facebook thì mình cũng không thích cái việc đó. Chắc mình không lẽ mình phải mở Photoshop sao ta? Illustrator. Rồi, thôi, mình vào Photoshop mình sửa luôn đi cho nó nhanh. Rồi, chắc mình sẽ download thằng này về. À, mình download đó về. Rồi, mình sẽ mở Photoshop lên. Rồi chưa? Mình mở Photoshop lên, mình mục đích của mình mở lên đó là mình chỉnh lại cái mã màu cho thằng đó thôi. À, open. Download, bởi vì mình download về nằm trong một download ha. Đây nè, Facebook nè. Mình sẽ set lại cái mã màu cho nó. Chọn Magistone ha. Check vào, rồi. Sau đó mình lấy cái mã màu của Facebook. Vậy mã màu của Facebook đây. Cái hình tròn Facebook đâu? Đây, check vào hình tròn Facebook, select nó đi. Nhấp đúp vào này, lấy cái mã màu nó. Ok, đúng không? Rồi, quay trở lại Photoshop. Nhấp đúp vào này. Bác cái mã màu đưa vô. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ màu. Các bạn nhấn Alternate Delete ha. Các bạn đưa cái mã màu chúng ta xuống dưới nè ha, Alternate Delete. Rồi, được chưa bạn? Được rồi ha. Vậy chúng ta đã có được cái màu cho gì các bạn Facebook rồi đúng không? Còn máy mát là Command Delete nha. Rồi, cho đó chúng ta save lại ha, save chồng luôn đi. Đó, rồi, chúng ta thoát khỏi Photoshop. Được không? Rồi, vậy lúc này nếu như mình đã có sẵn cái hình tròn rồi đó thì mình sẽ bỏ luôn cái thằng hình tròn này ha, và thay vào đó mình sẽ các bạn, mình sẽ đem cái hình tròn Facebook mà mình mới vừa tạo vô thôi. Xóa này đi. Rồi, sau đó mình thu nhỏ kích thước lại, chọn Change Form. À, mình sẽ chọn lại là 42. 42. Được chưa các bạn? Được, đúng không? Như lúc nãy các bạn thấy rằng là cái phần chữ F chúng ta nó không có màu trắng. Đúng không bạn? Phần chữ F không có màu trắng. Thì sao bạn? Chúng ta ở đây chúng ta đổ màu trắng được hay không ta? Đây, thử chọn coi. Đổi màu trắng được. Đổi được các bạn? Không được, đúng không? Vậy sao bạn? Lại phải xài Photoshop. Mình phải xài Photoshop rồi. Tại vì mình không biết xài Illustrator để mình thay màu ha, nên các bạn thông cảm. Rồi, mở lại cái hệ gì các bạn, icon Facebook của chúng ta, đúng không? Vì đây là JPEG cho nên chúng ta sẽ chọn vùng JPEG, Magistone, chọn vào đây, tô màu trắng cho nó, chọn là màu trắng. Rồi, đưa nó xuống dưới. À, các bạn nhấn chữ X đó các bạn để đưa nó xuống dưới, và các bạn nhấn vào biểu tượng đây nè. Rồi, mình tô màu trắng cho nó, rồi mình xóa, mình save lại. Rồi, xóa nó đi, đúng không? Rồi, mình xóa thằng này đi.
Rồi, thải vào lại. Đây, thải vô. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Rồi, chúng ta transform chỉnh kích thước lại. 42. 42. Xong chưa bạn? Xong, chúng ta đã có được icon Facebook, đúng không? Đổ bóng cho nó nữa. FS Starlight Prop Saddle. Ok. À, xong icon Facebook. Rồi, tới icon Google. Hơn cái là icon Google nó đã các bạn, nó đã chọn sẵn rồi. Đem vào xài thôi. Đúng không các bạn? À, nắm kéo qua. Oh, nó thiết kế đúng chuẩn luôn. Đỡ nhờ. Đúng không các bạn? Rồi, set effect đúng không? Starlight Prop Saddle. Đổ bóng cho nó. À, xong chưa? Xong rồi đúng không? Mở grid lên. Kéo vào đây. Mình sẽ canh vô cho nó là 16. À, 8. 16. Rồi. Được chưa? Rồi. Khoảng cách giữa hai này sẽ là 8. Đây nè. Từ đây là 4, 8. Xích vô miếng. À, tình thương mến thương. Rồi. Xích xuống. Hình như thằng Facebook nó hơi bự một tí đúng không? Thằng này là bao nhiêu ta? Thằng này là 30 mấy à? Bây giờ mình sẽ để 42 ha. Chỉnh lại 42. Rồi, canh lại ha. 8, đúng không? Ê, canh vô 16 chứ lộn. 8, 16, xích qua miếng. Rồi, ở đây canh qua là 8. Xích qua tí. Rồi, xem hai nó đều chưa ha. Rồi, đều rồi đúng không? Bỏ lưới đi. Để lại 100%. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã có được hai kênh Facebook và Google rồi. Đúng không các bạn? Xong chưa? Đã xong. Đúng không các bạn? À, chúng ta đã xong. Rồi. Còn cái, nếu các bạn thấy cái thằng này á, mà các bạn để thành Lost Custom Button á, các bạn thấy là cái đội bóng nó quá đậm đi đúng không? Các bạn không thích thì các bạn thấy chuyển nó về style của là Right Button ha. Thì các bạn muốn chuyển về Style Button đúng không? Vậy giả dụ chúng ta đã set Shadow rồi, chúng ta muốn set lại Shadow, các bạn nhấc vào này. À, rồi các bạn chọn hình ở đây, hình nó mặt trời nè, ha, là Appearance nè, ha, Rock Shadow. Đúng không? Mình sẽ chọn lại ha. Thay vì mình write là 6 thì mình sẽ write lại là còn 2 thôi. Review nè. Đó, các bạn thấy lúc này nó sẽ đỡ hơn, đúng không? Đỡ hơn cái việc đổ bóng thôi. Đó, chính là dạng write, trạng thái nghỉ của write button. À, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã có được hai cái đăng nhập Facebook và đăng nhập Google rồi. Vậy đây mình chỉ cần thêm cái tag nữa. À, giả dụ như là bạn chưa có tài khoản. Tag của mình ha, font của mình sẽ là font Roboto. Nhưng mà lúc này mình, vì đây là chữ tag bình thường cho nên mình sẽ để là regular, là chữ bình thường thôi. Đúng không? À, rồi, tag size mình chữa lại luôn. Tag size của mình sẽ là 14. Được không? Rồi, ở đây mình sẽ có chữ vô. Ví dụ như là bạn chưa có tài khoản. Đổi màu trắng ha, các bạn nhớ là chúng ta đổi màu trắng. Rồi, bạn chưa có tài khoản được chưa? À, chết rồi. Đây, à, bạn chưa có tài khoản rồi, mình sẽ canh nó xuống một miếng. À, mở lưới lên. Rồi, mở lên 200. Rồi, mình canh từ đây, vì mình tính luôn cái sao đồ nên mình canh là 8 ha, canh xuống đây là 8. Rồi, 4 đây. Mình sẽ tính luôn cả cái vùng 42 đúng không? Vùng 42 là nằm ở 30 38. 38 tính luôn vùng touchable cho nó nữa, đúng không các bạn? 38 vùng touchable là canh lên là 42 là canh ra là canh ra thêm là 4 đúng không? Canh thêm là 4, canh thêm là 4 là nằm ở đây. Vậy canh xuống là 8 16 8 16. Vậy đây là xuống là đây nè, canh thêm 4 rồi canh xuống 8 16 lại canh xuống một đất nữa. Nằm ở đây, được chưa? Rồi. Ha, bạn chưa có tài khoản. Bỏ lưới đi, đúng không? Sau khi canh xong bỏ lưới đi, rồi. Chọn nó, rồi sao bạn mình canh giữa. Đúng không? Cho nó ra giữa. Ha, bạn chưa có tài khoản. Rồi, đây là các bạn đăng ký, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ để chữ đăng ký. Ha, chữ đăng ký. Rồi, okay. mình sẽ đánh chữ màu đen đỡ ha, đăng ký. Được chưa? Được, đúng không? Rồi. Lít ra ha, chọn select tool, lít ra. Rồi, mình sẽ phóng là 100% và sau đó mình sẽ nói tiếp. Lúc này, các bạn sẽ thấy rằng là
chữ đăng ký của chúng ta là chúng ta muốn chuyển qua một cái bay nào đó khác. Đúng rồi, mình muốn chuyển qua một cái bay nào đó khác. Câu hỏi đặt ra. Vậy, lúc này click vào đăng ký thì sẽ chuyển qua một cái bay khác. Chúng ta sẽ xài cái gì? Và kích thước bao nhiêu? Thiết kế là sao? Các bạn lưu nha, mình không xài Prime Button. Các bạn lưu nha, mình không xài Prime Button mà mình muốn thử đăng ký là một cái action. Thì mình sẽ các bạn sử dụng gì? Đúng rồi, Last Button. Đúng không? Đây, các bạn xem lại bài Button. Rõ đi ha. Last Button đâu? Đây, Last Button. Kéo lên. Đây, Last Button đây. Đúng không? Kích thước của Last Button là bao nhiêu các bạn? Là 36. Rõ ràng. Đúng không? Kích thước của Last Button là 36. Chữ của Last Button đâu? Không chữ của Last Button. Sao không thấy để? Đâu rồi nhờ? You say, đúng không? Đây là last button ha. Rồi, sao không thấy để phông chữ của last button đây? 36 canh lên đúng không? Mà không có thấy để phông chữ. Phông chữ chắc là 13 luôn các bạn. Ha, nếu tính như vậy là chắc là 13. Ê, phông chữ là 14 á, kia là bằng với lại thằng button của chúng ta á. Phông chữ nó có thể là 14. À, lúc nãy chúng ta để phông chữ 13 là cái tay nó nhỏ đúng không? Để ta nhỏ. Ơ, chúng ta để như vậy cũng không sao. Rồi, vậy là phông chữ thằng last button sẽ là 14. À, phong là phong roboto. Nhưng roboto gì đây? Regular. Ơ là medium, đúng không? Roboto là medium, đó là thứ nhất. Thứ hai, chọn màu cho nó. À, vậy màu của nó mình sẽ để là màu ramory luôn. Vậy mình chích màu ramory xem. Nổi không? Nổi, nhưng mà sao bạn lại bị quá là trùng màu, cho nên mình sẽ chích màu secondary cho nó. Được không? Được đúng không? Nhưng mình chọn màu nó hơi nổi tí, mình sẽ chọn màu vàng. À, để chọn cái màu tương phản của nó đó. Rồi. Còn không các bạn có thể chọn màu trên đây nè, bởi vì các bạn đừng để nó trùng với cái màu này quá thì nhìn nó giống như là nó đen thùi lùi thùi lũi à, đúng không các bạn? À, đó, được chưa? Nhưng lúc này cái chữ này nè, mình khuyên các bạn nên nhỏ đi, bởi vì cái phông chữ này nó không có ai quy định đâu, nhưng mà chúng ta tự quy định nhỏ lại để cho nó làm nổi bật cái chữ đăng ký lên, các bạn hiểu không? Chúng ta làm nhỏ lại để cho nó nổi bật cái đăng ký lên. Rồi chúng ta chọn cái chữ, chọn cái này, chúng ta canh giữa nó lại, được chưa? Đó, rồi mở này lên, giữa hai thằng này canh lề sẽ là 8 đúng không? 4, 8 rồi, đúng luôn, canh lời chuẩn luôn rồi. À, rồi, thằng này với thằng này sẽ canh giữa. Rồi, xong chưa? Xong. Như vậy là chúng ta đã xong bay đăng nhập chưa? Xong rồi á, chúng ta gần như là xong bay đăng nhập rồi á. Các bạn thấy nhìn sao bạn? Nó tương đối là ổn đúng không? Bạn thấy là gì? Người ta click vào đây, người ta sẽ biết đây là bay đăng ký ngay. Được chưa? Rồi, có nhiều bạn thích cái style background của chúng ta. À, cái background đâu? Đây. Là những bạn là L đi đúng không? À, chọn FS, chọn những bạn L. L đây. Review. Đó, các bạn thích L thì các bạn có thể chọn đây các bạn L. Được các bạn? À, đó các bạn L nó đi. Thì khi các bạn L đi á thì nó dĩ nhiên nó sẽ nổi bật hơn. À, về các bạn, về cái tag của chúng ta nè, đây nè. Các bạn thấy không? Tất cả khi mà các bạn L nó đi thì tag chúng ta sẽ nổi bật lên. Nếu như chúng ta không L, đúng không bạn, thì sao bạn, các bạn nhìn nó vẫn nổi bật nhưng mà sao nó hầu như là nó sẽ hơi đẹp hơn một tí nữa đúng không? À, khi mà chúng ta lơ á, thì nó sẽ nổi bật lên tất cả luôn đúng không? Đây nè, các bạn thấy là lơ là tất cả đều nổi bật cả. À, đâu rồi, đây chọn cái hình ha, nãy mình lơ bậy ha, mình chọn cái hình lơ mới đúng. Đây lơ review nè, đó thì các bạn thấy lúc này là tất cả mọi thứ đều nổi lên đúng không? Kể cả gì thằng button Facebook, button Google, à, tất cả mọi thứ đều nổi lên khi mà chúng ta lơ đó. Thì bạn muốn cho tùy theo là cái độ mà các bạn muốn lơ bao nhiêu thôi. Ví dụ như các bạn lơ 5 thôi thì nó sẽ hơi mờ mờ ảo ảo vi diệu một tí, đúng không? Còn các bạn không lơ thì nó sẽ không vi diệu thôi. Đó. Thì các bạn đây là số các bạn muốn lơ nè, đó mình lơ cho bạn lơ 5 thôi, đúng không? Để cho thấy rõ hình một tí. Rồi. Xong chưa? Xong, vậy mình đã có background chưa? Rồi. Thì mình khuyên các bạn là gì? Lúc đầu các bạn nhớ không? Là chúng ta nên có icon và tiêu đề tên app của chúng ta thì nó sẽ nhìn bắt mắt hơn. Vậy mình đã tao nó sẵn một cái icon. Nắm tay kéo thả vào. À. Các bạn thấy là icon này mình cố tình là các bạn, cố tình là cái màu nó giống như là màu tương phản gì đúng không? À, 42, icon phải là luôn luôn là 42. Xong chưa? Đây, canh giữa nha cô. À, 42 là phải canh giữa. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ để một cái tag tiêu đề tên app chúng ta. Ví dụ như tên app chúng ta là cái gì đó. À, còn không á, các bạn để đây, ví dụ như đây là tên app đi. Ví dụ như đây mình đặt tên là iMusic chẳng hạn. À, mình đặt tên là iMusic. Rồi. Chữ màu trắng. Còn không á, iMusic này đúng không? Mình sẽ để chữ nó là màu tương phản. À, rồi một chút nữa mình sẽ tô màu sau. Rồi,
câu login. Thông thường sẽ là emoji rồi thông thường sẽ là cái tên tên ứng dụng của chúng ta, rồi sau đó là câu login, đúng không? Ví dụ như đây là câu login là ví dụ như cái gần của mình là chức, đúng không bạn? À, chức ví dụ như là chức nhạc đi, à, chức tới từng nốt nhạc. Hay là chức tới từng bản nhạc đi, à, chức tới từng bản nhạc. Đó, à, đây là câu login của mình. Rồi, tô màu trắng cái. Đúng không? Tô màu trắng bằng cái. Rồi. Được chưa? Bởi vì chúng ta đang viết trên nền đen nên chúng ta tô màu trắng. Vậy mình muốn làm nổi bật lên cái chữ iMusic này, đúng không? Mình sẽ chọn chữ iMusic. Được chưa? Làm nổi bật nó lên, chiếc màu cho nó. À, rồi, mình sẽ in đậm cái chữ iMusic này lên. À, bởi vì chữ iMusic này mình sẽ các bạn mình sẽ bự hơn các chữ thông thường, đúng không? Cho nên mình sẽ chọn tay lại, phong lại. À, mình chọn phong lại. Rồi, Roboto. Medium chưa? À, medium đúng không? Vậy mấy anh kia phải là regular nha. Này medium rồi ha. Rồi, mình sẽ cho thằng này bự lên một tí. Thay vì là 12, mình sẽ canh là 14. Được không? À, mấy này phải là 14 hết mới đúng. 14 hết. Rồi. Sau đó, thằng này, mình canh nó bự lên một tí. Đó. Bởi vì mình muốn làm nổi bật lên cái tên áo của mình ha. 18 nhưng hơi bự, hơi quá lố đúng không? 16 thôi. Size order 16 là được. Enter. Được chưa? Rồi, iMusic ha, chức tới tầng bản nhạc. Rồi, canh lề. Mở lên, canh 200%. Canh ra là bao nhiêu các bạn? Là 8 đúng không? Xong chưa? Xong, canh giữa. Nhấp vào này, canh giữa. Rồi, nhả ra. Canh lại 100%. À, rồi, lúc này các bạn cần việc là canh thằng này sao cho nó cân đối, các bạn nhìn thấy nó cân đối là được. À, đây. Đây chính là cách mà chúng ta thiết kế bay đăng nhập. Được chưa? À. Xong chưa các bạn? Xong rồi, đây biểu tượng icon. À, chất tới tận gì các bạn? À, emoji tới tận các bạn nhà. Nếu các bạn không muốn icon, bỏ icon đi, đúng không? Rồi, thay vì vậy, ở đây các bạn sẽ là tên app. À, ví dụ các bạn không có icon thì các bạn sẽ là tên app. À, cho hai này canh giữa sao nhỉ? Align đúng không? À, barap là đây canh giữa đó, được chưa? À, ở đây sẽ là tên app canh giữa, rồi hai này canh ra giữa, chọn bên này canh giữa với nhau đúng không? Rồi lúc này mình sẽ làm nổi bật chữ emoji lên, bởi vì đây là tên app của mình ha, mình sẽ làm nổi bật lên. Size 24 được không bạn? Được không? Được đúng không? Rồi ví dụ như các bạn thấy như vậy, màu như vậy nó không hợp ý với các bạn thì các bạn có thể change màu ha. Thì lúc này các bạn có thể change tất cả các màu tươi luôn cũng được ha, nhưng mà ở đây mình không thích đúng không? Change lại thành màu màu tươi, cái nghĩa là màu gì? Ở đây chúng ta đang là màu nóng, nghĩa là các bạn có thể change thành tất cả các màu lạnh luôn ha, nhưng mà mình không thích, mình chơi màu nóng tiếp. Được không bạn? Bình thường đúng không bạn? Đây bình thường, nhìn rất là bình thường ha. Đó, đây chính là các bạn, đây là chính là ứng dụng mình. Lúc này các bạn nhìn thấy không cân đối đúng không? Canh sao cho nó cân đối là được. Xong chưa? Xong rồi. À, thì đây chính là cách mà chúng ta thiết kế. Vậy các bạn thấy là khi chúng ta thiết kế theo chuẩn, mặc dù là sao bạn, chúng ta nhìn không được gì các bạn, không được đẹp đúng không, không có chất, à, không được đẹp, không có chất lắm, nhưng sao bạn, nhưng ít ra nó không có xấu đúng không bạn? Rõ ràng các bạn thấy là nhìn nó không có xấu đúng không? Chính xác là như vậy luôn. À, rồi còn nếu như các bạn thiết kế mà các bạn không muốn câu login thì các bạn có thể bỏ câu login đi. À, các bạn để cái tên app thôi. Đó, được chưa? Lúc này chữ thì bạn cho, ví dụ các bạn thấy như vậy chữ nó nhỏ quá không nằm nổi bật lên tên app chúng ta thì bạn cho chữ nó bự lên chẳng hạn, đúng không? Và là các bạn cứ tiếp tục ha, không thích nữa thì đổi lại cái màu chữ. Đây mình không thích thì đổi lại cái màu chữ đó, được không? À, nhưng mà mình thích để màu cam hơn đó, được chưa? Rồi thì như vậy là chúng ta đã xong công việc của bạn ngày hôm nay. Thì như vậy bạn ngày hôm nay chúng ta đã thiết kế xong giao diện của bay đăng nhập rồi, đúng không bạn? À, thì đây chính là giao diện bay đăng nhập của chúng ta. À, thì qua về sau chúng ta sẽ tiếp tục làm cho bay đăng ký. Khi mà các bạn làm được bay đăng nhập thì mình khẳng định các bạn rằng là các bạn làm bay đăng ký cực kỳ nhanh luôn bằng cách các bạn copy những cái đã có bay đăng nhập thử qua cho bay đăng ký thôi ha. À, thì như vậy bài ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nha. Xin chào và lại các bạn.